Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 311: Sự khiêu khích của công chúa 1. Xa xa nhìn thấy trước cổng Vĩnh Nghị Hầu phủ là cảnh nhộn nhịp vui vẻ, trên cửa treo những dải lụa đỏ thẫm, hai bên mái hiên treo hai chùm đèn lồng mang dàn hỉ thật lớn, cặp đèn cầy chữ hỉ đã được đốt từ sớm. Sau khi cả nhà thẩm mậu xuống xe ngựa, đám gia nhân mang theo lễ vật bưng vào trong phủ, một đường gặp không ít người quen, quang cảnh có vẻ phi thường náo nhiệt. Mỗi người đều biết, hôm nay ngoại trừ bên Ninh Quốc Công đã đến chúc mừng, ngay cả Hoàng hậu, Tứ Hoàng tử đều đã trình diện, cứ như vậy, không nhìn mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, cho nên người tới đặc biệt nhiều. Thẩm mậu thuộc loại nam quyến, đương nhiên là ngồi ở tiền viện, còn tạ thị và vân khanh phải đến hậu viện cùng nữ quyến ngồi chung lúc này tân nương tử còn chưa tới vân khanh liền tìm một chỗ ngồi xuống cùng đợi tiệc cưới bắt đầu đại khái sau khoảng ba nén nhang từ bên ngoài đến thêm một đám phu nhân tiểu thư có mấy cô nương tuổi tác không khác gì vân khanh nhìn thấy vân khanh đang ngồi ở một góc trầm tư đến xuất thần một người trong đó liền chạy tới ôi chao ai ôi quận quân như thế nào ngồi ở chỗ này không tới phụ trang điểm cho vi tiểu thư sao? Vân Khanh từ xa đã trông thấy bọn họ, tiếng nói tiếng cười đều rất hồn nhiên hoạt bát. Cô nương hoạt bát đang kéo tay nàng là nữ nhi của lễ bộ thượng thư phu nhân, ở trạng nguyên yến hai người cũng từng gặp mặt. Nhìn đôi mắt trong veo của nàng ấy, Vân Khanh cười cười, cô nương ra thành thân, có thêm người trang điểm liền đại biểu may mắn, càng nhiều người thì càng tốt. Cho nên các phu nhân tiểu thư tới tham gia tiệc cưới hầu hết đều đi trang điểm cho tân nương. Chỉ là Vân Khanh không có hứng thú làm chuyện đó. Nếu thiệp mời là vi ngưng tử và cảnh hữu thần phát ra, chỉ sợ tiệc cưới này bọn họ sẽ không tới tham gia. Còn nói cái gì trang điểm, trang điểm đều là người nể tình mới làm. Nàng không muốn cho vi ngưng tử mặt mũi này. Nghĩ tới, vi ngưng tử ắt hẳn cũng không cần. Lại qua gần nửa canh giờ. Một trận âm thanh náo nhiệt từ sân trước truyền tới, tân nương tử chắc đã được rước về từ Uy Vũ tướng quân phủ, kế tiếp đó là qua cửa bái thiên địa, những thủ tục liên tiếp, Vân Khanh cũng không đi theo các tiểu thư tham gia sự kiện náo nhiệt này. Đợi sau khi hoàn thành tất cả các nghi lễ, những tiểu thư này liền ngồi lại với nhau cùng nói về chuyện bái thiên địa, chỗ Vân Khanh ngồi cách các nàng không xa, ngầm nghe trộm được các nàng đang nói chuyện gì nào là tứ hoàng tử rất lãnh khốc, rất đẹp trai. Sau đó có tiểu thư phản bác nói, vi trạng nguyên cũng thanh tuyển nho nhã hiếm gặp. Nàng cười nhẹ, sau khi dùng ít đồ ăn trên bàn tiệc, liền đi ra hoa viên dạo mát. Vân Khanh, giọng nói trong trèo từ trong hoa viên truyền tới, Vân Khanh quay đầu, sao huynh cũng ở chỗ này. Vì Trầm Uyên đang đứng bên bờ hồ dài đầy đá, ánh mắt nhìn thoáng quá tiền viện, bọn họ đều đang náo loạn chú rể, Ta không quen với tình huống như vậy, nên tránh đi một chút. Nàng thì sao? Giống nhau, không có việc gì nên ra đi dạo một chút thôi. Hai người nhìn nhau cười, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra sự đồng nhất, bọn họ đều là loại người che giấu cảm xúc của mình, nhưng cũng đều nhìn thấu nội tâm của đối phương. Trong khoảng thời gian này không gặp được huynh, có phải công vụ rất bề bộn hay không? Vân Khanh đứng ở bên hồ, hưởng thụ không khí tươi mát mà gió xuân đem lại, hơi nheo mắt. Vì Trầm Uyên gật đầu, đúng là có chút việc, rất nhiều thứ là lần đầu tiên tiếp xúc, nên cần thời gian để làm quen. Ừ, tần bá mẫu biết huynh muốn nhận tổ quy tông, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Vân Khanh đi thăm tần thị hai lần, hiển nhiên tần thị đối với việc vi trầm uyên chúng cử trạng nguyên đã vui rồi, nay lại có thể thuận lợi trở lại vĩnh nghị hầu phu nên càng cao hứng hơn nữa. Vì trầm uyên cúi đầu nhìn đám đá cuội dưới chân, bên ngoài tảng đá trơn bóng vì đặt gần hồ mà có một tầng hơi nước, lăn qua lăn lại được một lúc lại hiện ra góc cạnh sắc nhọn của đá. Hắn ngẩng đầu, nhìn mặt hồ nói, Lý Lão Thái Quân muốn ta nhập ra phả, nhưng ta không đáp ứng bà ấy. Tại sao? Nàng nghĩ rằng Vi Trầm Uyên nhất định sẽ lập tức đáp ứng, kiếp trước, bởi vì Tần Thị mất bí mật về thân thế của Vi Trầm Uyên cũng theo đó mà bị vùi sâu dưới lòng đất, không còn người biết, nhưng kiếp này đã thay đổi, nàng tưởng Vi Trầm Uyên có thể nhận thức tổ tông hẳn là có lợi với huynh ấy mới đúng. Ta đã nói với Lý lão thái quân, chỉ gọi mẹ ta là mẫu thân, người khác ta sẽ không nhận. Vi Trầm Uyên thản nhiên cười, trong nét thản nhiên phóng khoáng lại mang theo sự cứng cỏi, giống như cây trúc đứng sừng sững trong gió có một loại kiên quyết ngang tàng. Từ lúc Tần Thị mang thai hắn, liền luôn ngậm đắng nuốt cay mà lo cho hắn, mặc dù phải tái giá, nhưng cũng là vì muốn hắn có một thân phận thích hợp để ra đời trong xã hội này, nơi mà con riêng rất bị coi thường. Nay, Vi Trầm Uyên nếu nhận thức tổ tông, là phải thừa hưởng danh nghĩa Vĩnh Nghị Hầu, Tần Thị là một ngoại thất, dựa theo quy củ, Vi Trầm Uyên không có thể gọi bà là mẫu thân, chỉ có thể gọi mẹ cả là mẫu thân. Đây chính là quy củ của những đại gia tộc. Ý muốn của Vi Trầm Uyên khi nói những lời này thực rõ ràng, chỉ có một phương pháp giải quyết, đó là mẫu thân của Vi Trầm Uyên, Tần thị, nhất định phải là chính thất, đồng cũng được ghi vào gia phả, nếu không, Vi Trầm Uyên tình nguyện không nhận tổ tông, cũng không trở về đó. Khóe miệng Vân Khanh nâng lên khẽ mỉm cười, nhìn đôi mắt sáng như sao của Vi Trầm Uyên, người này là một hiếu tử chân chính vì mẫu thân có thể từ bỏ một tước vị tuy rằng tước vị trước mắt huynh ấy chỉ có một nửa cơ hội nhưng một nửa phần thắng này cũng đủ để mọi người điên cuồng rồi nhưng vi trầm uyên lại không giống huynh ấy có mục tiêu của mình điểm này trong lòng vân khanh thấu hiểu sâu sắc có lẽ bọn họ cũng vì muốn bảo vệ người nhà cho nên hai người mới có mối quan hệ bằng hữu thân mật như vậy còn về quan hệ nam nữ thì việc này rất khó xảy ra bởi vì khó thể xảy ra, cho nên Vân Khanh càng thêm quý trọng. Ta tin tưởng Lý Lão Thái Quân sẽ hiểu lòng hiếu thảo của Huynh. Từ chuyện xảy ra trên trạng Nguyên Yến mà nói, Vân Khanh liền biết Lý Lão Thái Quân là một người cực kỳ khôn khéo, bà ấy muốn chọn cảnh hữu thần. Chính vì cảnh hữu thần là người xuất sắc nhất trong đám con vợ kế ở trong phủ, người như vậy thừa kế tước vị mới có thể đưa uy danh vĩnh nghị hầu phủ càng thêm phát triển. Nhưng cũng vì thế, trên trạng nguyên yến cảnh hữu thần bị giáng chức, cũng khiến cho Lý Lão Thái Quân hiểu được một việc, chính là chỉ dựa vào một người để nâng đỡ cả phủ, một khi người này xảy ra chuyện, cũng theo đó mà khiến cả phủ lâm vào khốn cảnh. Này có vi trầm uyên danh chính ngôn thuận là con vợ kế của Vĩnh Nghị Hầu, lại là tân khoa trạng nguyên, chỉ bằng điểm này cũng đủ để Vĩnh Nghị Hầu ở trong giới quý tộc kinh thành ngẩng cao đầu mà kiêu ngạo rồi thử hỏi có phủ quý tộc kinh thành nào có tân khoa tê tê nguyên kia chứ? Hơn nữa dựa vào thế lực của vĩnh nghị hầu phủ, con đường thăng quan tiến chức của Vi Trầm Uyên sau này cũng không quá khó khăn. Cho nên Vi Trầm Uyên nói những lời này, thoạt nhìn là yêu cầu thực hà khắc, kỳ thật cũng chẳng là gì, chỉ cần theo nghi lễ của kế thất, cưới tần thị về, Vi Trầm Uyên liền có thể danh chính ngôn thuận gọi bà là mẫu thân, đợi khi làm được chức quan tứ phẩm. Còn có thể khẩn cầu Hoàng Ân Phong một chức cáo mệnh phu nhân cho Tần thị, so với nguyên phối mà nói cũng tuyệt đối không thua kém. Điểm này, Vân Khanh biết, Vi Trầm Uyên cũng biết, cho nên hắn mới có thể tự tin 10 phần mà đưa ra yêu cầu này. Vi Trầm Uyên từ trong mắt Vân Khanh nhìn ra sự sáng tỏ, môi mỏng mỉm cười, "Nàng a, à, thật sự là thông tuệ vô song, cái gì cũng lừa không được nàng." Hắn nói xong câu này, Vân Khanh vừa định trêu ghẹo hắn một chút, liền thấy khóe môi vi trầm uyên khẽ cười nhạt, từ nụ cười chân thành đối với nàng vừa rồi chuyển thành khách sao, hướng về phía sau nàng, hành lễ nói, tứ hoàng tử. Vân Khanh nghe vậy xoay người ra đằng sau, liền nhìn thấy tứ hoàng tử thân hình cao lớn, hai tròng mắt lạnh lùng, hơi mím cánh môi thâm, nàng liền chỉnh đốn vạt áo hành lễ nói, thần nữ gặp qua tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử dùng đôi mắt lợi hại của mình nhìn Vân Khanh cùng Vi Trầm Uyên vài lần, ánh mắt ở trên mặt Vân Khanh quan sát một lúc, đáy mắt bắn ra hai luồng sáng lạnh như băng, rồi chuyển qua Vi Trầm Uyên, dùng thanh âm vốn lạnh lẽo của mình nói, vì Hàn Lâm sao lại ở chỗ này, sao không ra tiền viện chúc mừng cảnh đại nhân. Những lời này kỳ thật rất bình thường, nhưng từ trong miệng tứ hoàng tử nói ra, khiến người khác có cảm giác áp lực bị một người từ trên cao nhìn xuống khiến cho Vân Khanh cảm thấy rất không thoải mái. Vì Trầm Uyên cảm giác cũng không tốt hơn chút nào, người trước mặt hắn là hoàng tử tôn quý, cũng là người ở trên điện an bài người kéo hắn xuống đài, nhưng lễ nghi của hắn vẫn phải làm, hồi tứ hoàng tử, vì thần đã chúc mừng cảnh đại nhân, tiền viện khách nhiều, vì thần nhường vị trí lại cho người khác để họ có thể chúc mừng tân lang. Câu trả lời của hắn tứ hoàng tử cứ như không nghe thấy, mặt không chút thay đổi gật đầu lý lão thái quân muốn ngươi đi tiền viện một chuyến tứ hoàng tử lại làm người truyền lời cho lý lão thái quân đây quả thực rất kỳ quái trong lòng vi trầm uyên mang theo nghi hoặc lại biết tứ hoàng tử làm người lạnh lùng sẽ không lấy loại chuyện này ra nói đùa thấy tứ hoàng tử không có ý muốn rời đi hắn cũng dừng lại cước bộ lo lắng nhìn vân khanh liếc mắt một cái vân khanh cũng nhìn ra hành động của tứ hoàng tử không phải là đến tìm vi trầm uyên lại giống như đến tìm nàng hơn bất quá ở trong này nàng cũng không sợ tứ hoàng tử sẽ làm ra chuyện gì tuy rằng trong hoa viên lúc này người không nhiều lắm nhưng hạ nhân vẫn luôn bận rộn thỉnh thoảng cũng đi xuyên qua chỗ này vì vậy mà nàng cùng vi trầm uyên đứng ở đây nói chuyện mới không lo bị người truyền ra lời đồn thổi không tốt gì vi trầm uyên cũng nghĩ đến điểm ấy lúc nhìn thấy vân khanh khẽ gật đầu liền nhấc tay cáo từ tứ hoàng tử đi về hướng tiền viện Vân Khanh nhìn khuôn mặt anh Tuấn vô cùng nhưng lại khiến người sinh ra cảm giác lạnh lẽo của tứ hoàng tử. Ấn tượng trong đầu đối với vị hoàng tử này cũng không nhiều, nhưng với sự tàn ác của hắn ở kiếp trước lại quá sâu sắc. Ai mà không ghi nhớ người hạ lệnh soát nhà mình chứ? Nàng ngẩng đầu lên, hé ra khuôn mặt thanh tú như ngọc, như đóa hoa đang nở, tứ hoàng tử có lưu ý đến, từ lần đầu hắn gặp qua thẩm Vân Khanh, nàng luôn trang điểm đơn giản mộc mạc là chính hôm nay có lẽ do phải tham gia hôn lễ, nên màu sắc xiêm y và trang sức cũng có sức sống một chút, như là muốn hòa cùng niềm vui nơi đây, nhìn nàng như một đóa hoa mẫu đan kiều diễm đang khoe sắc trong nền trời xuân, ung dung thư thái lại có chút lạnh nhạt. Hắn không khỏi nhớ lại hình dáng của nàng lần trước ở trong cung, nhìn lúc nàng cùng vi ngưng tử đang rằng co, bởi vì thứ kia nên hắn vẫn luôn chú ý tới thẩm gia. Chuyện xảy ra giữa vi ngưng tử cùng thẩm phủ, hắn so với bất kỳ ai đều rõ ràng hơn hết. Chính là một nữ tử thoạt nhìn diễm lệ này, và lúc bảo vệ cả phủ, như một đóa hồng đầy gai đang không ngừng vùng vẫy kiên trì mà vươn lên, thoạt nhìn diễm lệ, nhưng gai nhọn đầy người, thêm vào đó là sự gan dạ thông tuệ của nàng. Hắn không thể không thừa nhận, tuy rằng số lần gặp mặt không nhiều lắm, nhưng nàng đã thu hút hắn. Nhìn tứ hoàng tử đang đứng ở trước mặt, nãy giờ không nói gì, cũng không có động tác gì, trong lòng Vân Khanh sinh ra một loại nhàm chán, nàng không có đủ hứng thú để cùng vị hoàng tử tôn quý này chơi trò đấu mắt, xoay người liền muốn rời đi. Hiển nhiên hành động này của nàng quá mức đột ngột, khiến cho trong mắt tứ hoàng tử lộ ra một tia kinh ngạc, cất bước chặn ở trước mặt nàng, ngươi muốn đi đâu? Nàng cái gì cũng không nói, liền ở trước mặt của hắn mà rời đi, cử chỉ này lớn mật đến mức quả thực có chút vô lễ rồi. Bởi vì thân hình của tứ hoàng tử cao hơn so với Vân Khanh một cái đầu, cho nên lúc nói chuyện, nàng phải ngẩng đầu lên, trên mặt nở ra một nụ cười tao nhã hoàn mỹ, tứ hoàng tử muốn ở trong này ngắm cảnh, thần nữ đương nhiên phải tránh đi để không cản trở hứng ngắm cảnh của ngài. Miệng lưỡi của nàng, hắn từ những chuyện được nghe kể lại đã có chút lĩnh ngộ, lúc này chân chính đối mặt, mới biết được quả thật là rất lợi hại, rõ ràng nàng cảm thấy bị hắn nhìn đến không còn kiên nhẫn lại nói là sợ che mất phong cảnh, biến thành vì hắn mà suy nghĩ. Nhưng hắn không muốn cứ như vậy mà buông tha nàng, sắc mặt vẫn lãnh khốc, trong thanh âm mang theo chất vấn, hai tròng mắt như chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm vân khanh, quận quân không cần tùy tiện đoán ý của bản hoàng tử, bản hoàng tử vẫn chưa thưởng thức phong cảnh. Trường 312, Sự khiêu khích của công chúa, 2 Vậy thì thần nữ nói sai rồi, tứ hoàng tử có lời gì, Hiện tại có thể nói không? Vốn tưởng rằng lần này nàng sẽ lại nói ra lời lẽ sắc bén nào khác. Ai ngờ, nàng lại thoải mái mà nói thẳng như vậy. Thay đổi nhanh như thế, làm cho người ta rất khó đoán được bước tiếp theo nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Nữ tử như vậy, hắn hẳn là phải trách cứ nàng. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại mang theo một ý khác. Chuyện trong công ngày đó, ngươi không muốn giải thích một chút sao? Vân Khanh trợn to đôi mắt phượng xinh đẹp trong sự mị hoặc cuốn hút kia còn mang theo nét hồn nhiên tỏ vẻ mờ mịt hỏi tứ hoàng tử nói đó là ngày nào gần đây thần nữ cũng chưa từng vào trong cung thấy thái độ của nàng nói như thế tứ hoàng tử biết ý của nàng là chỉ chuyện xảy ra trong cung ngày đó đã hơn cả tháng lúc này hỏi lại tựa hồ thật dư thừa nhưng hắn cũng không muốn cứ như vậy mà bỏ qua cơ hội nói chuyện với nàng thanh âm vẫn lạnh lẽo quận quân không biết mình phải giải thích ngày ấy là ai đưa vi tiểu thư vào phòng à? Quả nhiên là tứ hoàng tử, đáy mắt Vân Khanh hàm chứa lạnh ý, trong lòng thầm nghĩ, chuyện ngày đó, kỳ thật có một lỗ hồng, chính là vì ngưng tử làm sao lại vào trong phòng, đương nhiên chỗ sơ hở này, phải là người biết rõ sự thật mới có thể nghĩ đến, nếu ngay từ đầu muốn hãm hại Vân Khanh, như vậy nội thị cũng sẽ không bắt nhầm người mà đem vi ngưng tử khiêng vào trong phòng. Mà Vân Khanh cho dù đã phát hiện sự thật, cũng không có sức đưa vi ngưng tử vào trong phòng mà không để lại bất cứ dấu vết gì. Huống chi nàng đối với đường lối trong cung còn không quen thuộc, ắt hẳn phải có người giúp sức. Người này đương nhiên là có, chính là ngự phượng đàn. Nhưng Vân Khanh cũng không muốn giải thích cho tứ hoàng tử, nàng khẽ nâng mắt, lông mi thật dài xinh đẹp như cánh bướm đang bay lên, tứ hoàng tử thì ra là nói đến chuyện này, chuyện này mọi người đều biết, là nha hoàn của An tiểu thư mua chuộc thái giám nâng vi tiểu thư vào, chẳng lẽ tứ hoàng tử đã phát hiện ra điều gì? Nếu là như thế, thần nữ chỉ là nữ tử khuê phòng, không hiểu việc này, chi bằng ngài báo cáo lên bệ hạ rằng việc lần trước điều tra chưa kỹ, nay lại lật án điều tra tiếp được không? Tứ hoàng tử thấy thần sắc nàng mặc dù dịu dàng, nhưng đáy mắt đã có một cỗ hàn khí, bên trong lời nói khách khí lại chứa đựng sự sắc bén, nói được mấy câu liền nhắc tới minh đế chuyện xảy ra ngày đó minh đế đã kết án là nho hoàn của ninh quốc công phủ gây ra vì ngưng tử và cảnh hữu thần là người bị hại cũng vì vậy mới có nhân duyên ngày hôm nay không thể nào nay lại đi lật lại bản án nữa thế nhưng trong lòng hắn cũng không vì vậy mà tức giận ngược lại cảm thấy có ý tứ thậm chí còn muốn tìm thêm đề tài để có thể nói chuyện thêm với nàng nhưng vân khanh không muốn nói tiếp chuyện này cũng không biết tứ hoàng tử rốt cuộc là muốn nói gì ánh mắt chuyển tới một đám người ở góc xa trong hoa viên, hình như là đám người đến náo tân phòng đã tới hoa viên bên này. Mơ hồ có thể nhìn thấy chú rể đêm nay là cảnh hưu thần trong hỷ phục đỏ rực đang bị vây ở bên trong. Vốn tưởng rằng khi nhìn đến bộ dạng này của trong lòng hắn sẽ có chút cảm giác gì đó, nay thực sự nhìn thấy thì một chút cảm giác cũng không có, có lẽ khi trong lòng không có người này thì lúc nhìn hắn không để tâm nữa. Khóe môi vân khanh thản nhiên nở nụ cười lộ ra ánh mắt sáng như sao ở trong đám người quét một vòng lại hình như không thấy bóng dáng trường bào màu trắng như trăng kia loại tình cảnh náo nhiệt như vậy hắn thế nhưng không tham gia hình như có chút không giống với phong cách của hắn đang lúc vân khanh nghĩ tại sao ngự phượng đàn lại không tham gia hôn lễ của cảnh hữu thần một giọng nữ sắc bén vang lên một à nữ nhi thương nhân như ngươi Tứ để của ta muốn nói chuyện với ngươi đã là may mắn cho ngươi lắm rồi, ngươi còn dám có thái độ đó. Từ trong vườn đến tiền viện đều là thanh âm náo nhiệt, thanh âm cao vút này đột ngột chen vào nghe ra rất chói tai. Vân Khanh cau lại mày, hơi hơi quay đầu nhìn, muốn xem rốt cuộc cái giọng nói kiêu căng ngạo mạn mà tranh chua này là từ đâu truyền tới. Đôi mày của tứ hoàng tử như băng sơn ngàn năm cũng hơi nhíu lại, quay đầu nhìn người vừa đến người tới ăn mặc rất hoa lệ, liếc mắt một cái đã trông thấy sắc thái tươi tắn của trang phục, trên chiếc váy màu lam dùng tơ vàng thiêu hoa hải đường, còn dùng ngọc trai làm nhị hoa, chỉ cần đi vào nơi có ánh sáng thì tựa như viên kim cương trói lóa, như một bầu trời đầy trăng và sao, Vân Khanh đầu tiên có một loại cảm giác đây là người rất thích đi gây sự. Chủ nhân bộ y phục sặc sỡ kia là một thiếu nữ có khuôn mặt dài, ngũ quan đoan chính, có thể coi như tú lệ, nhưng cây chán hơi hõm một ít khiến người khác có cảm giác đây là một người chỉ đồn đứng phía sau nàng là hai thị nữ trên người các nàng là trang phục trong cung có chất liệu thượng đẳng nàng liền đoán được người này là ai rồi nhị tỷ tứ hoàng tử lạnh nhạt mở miệng đối với vị nhị công chúa này hiển nhiên cũng không quá thân thiện nếu không phải vân khanh biết người này là bảo tỷ của tứ hoàng tử nàng thật đúng là nhìn không ra thấy hai người này như vậy Nàng đột nhiên cảm thấy Mặc Nhi, Hiên Nhi thật sự là đáng yêu hơn họ nhiều. Hiển nhiên nhị công chúa cũng biết tứ hoàng tử đệ đệ này của mình có chút lạnh lùng, nhưng nàng đã quen, trừ bỏ trên mặt có chút mất hứng ra, cũng không có biểu hiện khác, hơn nữa, mục đích chủ yếu của nàng ta hình như không phải tứ hoàng tử mà là Vân Khanh. Nàng ta đi đến trước mặt Vân Khanh, lấy một loại thái độ phi thường cao ngạo kỳ thực nàng ta vốn thấp hơn so với vân khanh mà nhìn chằm chằm vân khanh nói ngươi chính là nữ nhi của thương nhân mà mọi người đồn đại vân khanh nửa khép mắt hơi hơi mỉm cười tư thái thong dong không kiêu ngạo không xiềm nịnh nói thần nữ là nữ nhi của an bá bệ hạ ngự phong làm vận ninh quận quân nếu nhị công chúa người đang hỏi là thân phận trước kia thì phụ thân của thần nữ đúng thật là thương nhân nay đồng thời kiêm nhiệm hoàng thương tứ hoàng tử đứng ở một bên nhìn vân khanh động tác tao nhã ung dung thản nhiên mà trả lời hứng thú trong hai mắt tỏ ra càng đậm vân khanh trả lời như vậy vừa nói rõ thân phận hiện tại của mình là do bệ hạ thân phong nhị công chúa nếu có hoài nghi thì nên hoài nghi bệ hạ nhưng mà nàng cũng không vì mình từng là nữ nhi của thương nhân mà tự ti cũng không ngại nói ra thân phận trước kia của mình dưới sự trả lời khéo léo này tư thái kiêu căng của nhị công chúa cứ như đang cố ý ra vẻ, phẩm cách cũng kém xa, nếu để người ngoài không biết chuyện nhìn vào, luận về khí chất, phong độ thì Vân Khanh lại càng giống một công chúa chân chính hơn. Tư thái này của nàng khiến nhị công chúa thấy rất khó chịu, hôm nay nàng ta theo hoàng hậu đến vĩnh nghị hầu phủ tham gia hôn lễ. Cũng là bởi vì nghe được hoàng hậu cùng mẹ ma ở trong cung bàn về chân tướng chuyện xảy ra trên trạng nguyên yến nàng ta tự thấy mình cũng là bạn tốt với An Ngọc Oánh, đương nhiên cảm thấy mình hẳn nên vì An Ngọc Oánh mà trả thù một chút. Nói là đến chút giận, nhưng kỳ thực nàng ta là một công chúa, đối với việc trong huyết mạch cao quý của hoàng tộc đột nhiên xuất hiện một người dùng tiền tài để đổi lấy tước vị cao quý thì thấy rất trơ chẽn. Vừa hay nay có cơ hội liền muốn tới để thể hiện cho Vân Khanh biết thế nào là phong thái cao quý. Lúc ta đi đến hoa viên, vừa vặn nhìn đến cảnh Vân Khanh đang cùng tứ hoàng tử nói chuyện thì trong lòng lại khinh thường, một nữ nhi của thương nhân, dựa vào cái gì mà lại không chốt e sợ một vị hoàng tử cao quý chứ. Vì thế, nàng ta lấy một loại tư thái phi thường ngạo mạn, nhau mắt nhìn Vân Khanh, chào phúng nói, người sinh ra đã là nữ nhi của thương nhân, thì trong người vĩnh viễn chảy dòng máu hạ lưu của thương nhân, cho dù hiện tại được phong làm quận quân, cũng không thay đổi được sự thật này giọng nói của nhị công chúa vô cùng chanh chua, khi cao giọng mang theo một cảm giác chói tai, làm cho Vân Khanh cảm thấy rất không ưa, nhưng nàng lại càng không thích lời nàng ta nói. Hạ Liêu, nàng ngừng đầu lên, đi về phía trước từng bước nhìn nhị công chúa, trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên như trước, đôi mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm nhị công chúa. Thân hình của Vân Khanh cao hơn so với nhị công chúa, nàng tiến lên tùng bước như thế, trên mặt mang theo nụ cười lạnh lùng làm cho nhị công chúa cảm thấy mình bị khinh bỉ, hơn nữa bởi vì khoảng cách gần, nàng ta rõ ràng có thể nhìn thấy trong mắt Vân Khanh hiện rõ sự miệt thị đối với nàng ta. Nhị công chúa, ta là nữ nhi thương nhân, nhưng dòng máu chảy trong người ta lại không thấp kém hơn ngài, hôm nay ta có thể được phong làm quận quân, chính là bởi vì người chảy trong mình dòng máu ngài cho là đê tiện này đã có thể cứu bệ hạ một mạng, mà ngài là người có dòng máu cao quý nhưng lại có thể vì bệ hạ mà làm việc gì? Là cao quý khi ở trong cung đánh phạt thái giám cung nữ, hay là cao quý khi ở bên ngoài vênh mặt hất hàm sai khiến người khác? Những nét cao quý của ngài ở trong mắt những người khác chẳng qua chính là sự vô lễ, thô bỉ khó coi. Những lời chỉ trích trực tiếp này lại nói ra trước mặt nhị công chúa, khiến nàng ta cả nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng lại, chỉ có thể hung hăng chừng mắt nhìn Vân Khanh, vì tức giận mà thở gấp từng đợt một công chúa từ nhỏ sống ở trong cung, luôn được người nuông chiều thì miệng lưỡi sao có thể bằng một cô gái đã từng thay cha quản lý chuyện kinh doanh chứ. Huống chi tiếng xấu của vị nhị công chúa này, Vân Khanh đã nghe qua không ít, xông xáo liều lĩnh, suy nghĩ thiền cận, tánh khi táo bảo, người như vậy, nếu như nói thông tuệ, thì đây nhất định chỉ là xu nịnh mà thôi. Vân Khanh nói xong, liền lui về sau hai bước, lúc này, nhị công chúa cũng kịp phản ứng lại, chỉ thấy khuôn mặt nàng ta đỏ lên, bước chân vô thức tiến lên, lớn tiếng hô, người nói cái gì? Nàng ta nâng tay lên muốn giáng một cái tát xuống mặt Vân Khanh, lập tức một bàn tay thô to nhanh chóng nắm lại cổ tay của nhị công chúa, trong giọng nói lạnh lùng càng thêm phiền não, nhị tỷ, tỷ muốn làm gờ. Vốn nhị công chúa đang muốn tát Vân Khanh vì lời nói vừa nãy của nàng, tuy rằng những lời này thập phần khó nghe, nhưng tất cả đều là sự thật, Nàng ta là một công chúa cao quý, làm sao cam tâm bị một nữ nhi thương nhân nói như vậy. Nhưng cái bạt tay này lại bị người ngăn cản, mà người này lại là bảo đệ của mình. Vì thế nhị công chúa lông mi khẽ chớp, trên cái chán ngắn lộ ra vô vàn nếp nhăn, giận dữ hét lên, "Tư đệ, đệ muốn làm gì? Nữ nhân này lại dám nói xấu ta? Đệ tại sao lại không cho ta giáo huấn nàng?" Đối mặt với tiếng thét chói tai của tỷ tỷ, đôi lông mày của tứ hoàng tử khẽ nhúc nhích, ẩn ẩn có lệ khí tập kết, thanh âm so với vừa rồi càng lạnh hơn, nhị tỷ, nàng nói đều là sự thật, tỷ xem bộ dáng lúc này của tỷ, chẳng lẽ không giống với những gì nàng hình dung sao? Nhị công chúa đang nổi giận, làm sao còn có thể quản bộ dáng mình ra sao chứ? Bảo đệ mình không những ngăn cản thế nhưng còn nói giúp Vân Khanh, nàng ta lại lớn tiếng kêu lên, đệ buông ra, hôm nay ta nhất định phải đánh nàng mới cam tâm đệ mau buông ra. Ngón tay tứ hoàng tử buộc chặt, trên mặt đã mang một tầng tức giận, gầm nhẹ nói, tỉ nhìn cho kỹ, bên kia đã đến bao nhiêu người. Tứ hoàng tử là người lãnh khốc, tuy rằng thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng rất ít khi bày tỏ sự tức giận ra ngoài, nhị công chúa bị hắn giống như vậy, quay đầu nhìn về phía cổng hoa viên, liền nhìn thấy những người vừa nãy đang vây quanh chú rể đã có một nửa đều dừng lại nhìn sang bên này. Tuy rằng sắc trời dần tối, nhưng dưới ánh hoàng hôn sáng giỏi vẫn có thể khiến người nhìn rõ thần sắc trên mặt bọn họ. Trong hôn lễ của Vĩnh Nghị Hầu Phủ, nhị công chúa giống to quát mắng tỏ vẻ như muốn đánh vận ninh quận quân, hành động này thật khiến người cảm thấy bất bình. Bọn người cùng tham gia náo nhiệt với cảnh hưu thần, đa số đều là thanh niên tài tuấn trong chiều, là những nam tử chưa có hôn ước, một lúc nhiều nam tử như vậy nhìn thẳng lại đây, nhị công chúa làm người tuy rằng ngang ngược điêu ngoa bá đạo nhưng tâm hồn rốt cuộc vẫn là một thiếu nữ lại là một nữ tử trong tuổi thanh xuân chưa có hôn ước bị người bắt gặp bộ dáng kiêu ngạo đen cuồng như vậy nhất thời cảm thấy khó chịu sắc mặt lúc xanh lúc trắng dáng vẻ như sắp khóc mà vân khanh nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong mắt lộ ra ý cười lúc này còn không đi thì còn đợi khi nào nhanh chóng rời xa hai tỷ đệ này mới tốt liền men theo một con đường nhỏ bên hồ, hướng phía trước mà đi để tránh xa bọn họ. Ai ngờ nhị công chúa khó chịu thì khó chịu, ở trong lòng nàng ta, thanh niên nam tử nhìn đến bộ mặt nổi giận của mình đều là do Vân Khanh gây ra, liền mãnh liệt hất tay của tứ hoàng tử, không kềm được giận dữ hết, thẩm Vân Khanh, người mau đứng lại cho bản công chúa. Nàng ta vọt về phía Vân Khanh, tốc độ cực nhanh, hai cung nữ nhất thời không kịp phản ứng chỉ có thể nhìn hình bóng nàng ta chạy về phía Vân Khanh, con đường kia cũng không rộng, mà Vân Khanh sau khi nghe tiếng giống giận dữ của nàng ta liền chú ý đến động tĩnh phía sau lưng, đợi khi tiếng bước chân đến gần thì nàng lập tức xoay người tránh thoát người muốn bổ nhào vào mình. A a a, cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 313, Thỉnh cầu ban hôn, 1. A a a. Tiếp theo đó, mọi người chỉ nghe được những tiếng la hét không ngừng nhị công chúa cố ý dùng sức dẫm mạnh xuống nhưng lại trượt chân trên nền đá cuội trơn bóng, vù một tiếng liền rơi tóm vào trong hồ, đang không ngừng la hét vùng vẫy. Mọi người vốn nghĩ vận ninh quận quân sẽ bị nhị công chúa, hạ độc thủ, ai ngờ kết quả vờ kịch lại thay đổi, nhị công chúa hại người không thành, ngược lại bị xé xuống nước. Hai công nữ kịp phản ứng, hoa dung thất sắc, loạn thành một đoàn ở bên hồ, các nàng muốn nhảy xuống cứu nhị công chúa, nhưng chính họ cũng không biết bơi. Mà Vi Trầm Uyên đang đứng gần nhất, nhìn thấy nhị công chúa bị rơi xuống nước thì phản ứng đầu tiên chính là muốn nhảy xuống cứu. Hắn từ nhỏ sống ở nông thôn, nơi đó bé trai vẫn thường ra bờ sông chơi đùa. Ngay khi hắn vừa nhấc chân muốn đến bên bờ hồ lại phát hiện có người kéo lại, cúi đầu vừa nhìn, một đôi giày thiêu màu trắng gạo đang dẫm lên mép trường bào của hắn, theo hướng giày nhìn lên đó là Vân Khanh đang mỉm cười đối với hắn nhẹ lắc đầu ở trong lòng vi trầm uyên vân khanh tuy rằng có chút thông tuệ đối phó người cũng sẽ không quá mềm lòng nhưng mà tâm địa không xấu nhị công chúa vừa rồi chỉ là mắng nàng vân khanh cũng không đến mức ác độc hại nàng ấy mất mạng vẫn còn đang nghi hoặc thì thấy một thân ảnh màu đỏ thẫm từ phía sau hắn chạy ra nhảy vào trong nước nhị công chúa vẫn còn đang vùng vẫy trong hồ nước lạnh lẽo đầu xuân mắt thấy nước đã dâng đến gần mắt trong lòng nàng ta càng thêm sợ hãi xiêm y hoa lệ và đồ trang sức long lanh nay trở thành một chướng ngại không ngừng kéo nàng ta chìm vào trong nước. Trong lòng nàng ta càng lúc càng khủng hoảng, vừa sợ vừa giận, tại sao còn không có người đến cứu nàng ta, nàng ta có thể vì vậy mà chết đuối hay không? Thật ra chỉ là trong giây phút ngắn ngủi giữa sự sống và cái chết, nàng ta liền trở nên đặc biệt yếu đuối, tâm trạng kinh hoàng, khi nàng ta cho rằng không ai đến cứu mình và thân thể đang dần dần chìm xuống thì nàng ta nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ thẫm đã nhảy xuống nước cách nàng một khoảng, một cánh tay mò tới giữ chặt tóc của nàng ta rồi dùng toàn lực mà kéo nàng ta bơi về hướng bờ hồ. Đám người đang đứng ở bên hồ thấy vậy lập tức kéo lại đây, thân ảnh màu đỏ thẫm đã cứu nhị công chúa kéo vào bờ, một tay chống đầu gối, một tay ôm nàng ta vào trước ngực. Tóc nàng ta vẫn còn ướt đẫm nhỏ xuống từng giọt như nước mưa, từ hai má chảy xuống cổ cuối cùng rơi xuống trên cánh tay nam tử đôi mắt vẫn mang theo sự kinh sợ của nhị công chúa nhắc lên nhìn nam tử vừa rồi đã rụng mãnh nhảy xuống nước cứu mình hắn có khuôn mặt hơi vuông ngũ quan bình thường nhưng nhu hòa tuy rằng không có lạnh lùng như tứ đệ ngự thần hiên cũng không có dung mạo mị hoặc lòng người như đường đệ ngự phượng đàn nhưng nhìn tổng quát lại có một sự ôn nhu khiến người khác an tâm nhị công chúa chỉ cảm thấy trái tim bùm bùm đập nhanh ngay cả giọt nước từ trên cằm của hắn chảy xuống rơi trên mặt nàng ta cũng khiến nàng ta cảm thấy đặc biệt quyến rũ tứ hoàng tử sắc mặt ảm đạm tiếp nhận nhị công chúa từ tay nam tử hắn nhìn thấy trên mặt nhị công chúa đã trắng bệch vì nước lạnh nhưng vẫn lộ ra áng mây ửng hồng trong mắt tràn ngập sự lưu luyến say mê môi mím lại thật chặt đem nhị công chúa giao cho hai cung nữ bên cạnh nhị công chúa nằm lấy tay của tứ hoàng tử ánh mắt rừng trên người nam tử đang mặc hỷ phục đỏ thẫm kia hỏi tứ đệ nam tử vừa rồi cứu ta là ai trên trán tứ hoàng tử hiện ra gân xanh chằng chịt da mặt tỏa ra hàn khí cứ như nếu thêm một ít lực sẽ đóng thành băng vậy nghiến răng nghiến lợi nói chính là nhân vật chính của ngày hôm nay cảnh hữu thần cảnh hữu thần là người của hắn nhị công chúa cùng hắn ta gặp mặt chưa tới một trăm lần nhưng cũng có ít nhất hơn mười lần thế nhưng nay lại cầm lấy tay hắn hỏi cảnh hữu thần là ai vị bào tỉ này thường ngày khiến cho hắn đầu đau như muốn nứt ra hôm nay lại ở trong hôn lễ của người ta khiêu khích thẩm vân khanh thì thôi thế nhưng còn rơi xuống nước làm cho chú rể phải cứu nàng nay còn chưa mặt hỏi chú rể là ai nhị công chúa giống như không nghe được câu phía trước của tứ hoàng tử chỉ nghe đến ba chữ cảnh hữu thần trong đôi mắt si mê hơi mang theo nghi hoặc là hắn a à tại sao ngày thường nhìn thấy hắn lại không thấy hắn đẹp trai, mê người đến vậy chứ? Nàng ra để cung nữ cầm áo choàng khoác lên cho nàng, thì Thảo tự nói, hắn đã cứu ta, chúng ta đã có ra thịt chi thân, tiếp xúc ra thịt, ta muốn bảo mẫu hậu tứ hôn. Đát mắt lãnh liệt của tứ hoàng tử tựa hồ có thể bắn ra băng kiếm, cảnh hữu thần là tâm phúc của hắn, hôm nay là ngày cảnh hữu thần cưới nghĩa nữ của uy vũ tướng quân nếu nhị công chúa hiện tại chạy tới nói muốn bảo hoàng hậu tứ hôn đem nàng ta gả cho cảnh hữu thần chỉ sợ uy vũ tướng quân hắn còn chưa kịp kéo qua cũng đã kết thù rồi không thể giúp hắn cũng thôi nay còn muốn nắm chân của hắn đúng là một nhị tỷ ngu dốt nhìn dáng vẻ thê thảm của nhị tỷ trên mặt còn mang theo sự háo sắc tứ hoàng tử cảm thấy nếu có thể hắn thật muốn hai bàn tay đánh vào mặt vị bảo tỷ này nhưng mà hắn không thể chỉ có thể nhịn xuống một bụng tức giận, nổi giận đùng đùng đối với hai ả à cung nữ, dùng thanh âm dị thường lãnh liệt ra lệnh, còn không mau đưa nhị công chúa vào trong thay y phục. Các ngươi trông chừng nhị công chúa thật kỹ, trước khi hồi cung không cho phép nàng đi ra để tránh bị cảm lạnh. Nếu để cho ta biết nhị công chúa chạy ra, hư. hắn không nói ra hậu quả, nhưng hai cung nữ lại giống như đứng ngồi không yên cúi đầu, toàn thân run run. tứ hoàng tử lãnh khúc ác độc đối đãi công nhân tuyệt không nương tay hai người vội vàng tuân lệnh một trái một phải mang theo nhị công chúa đi về phía hậu viện tứ hoàng tử thấy nhị công chúa còn quay đầu lại nhìn nhiều lần cảm thấy lo lắng lại gọi thị vệ bên người là trần ất đi theo phía sau các nàng để phòng ngừa lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn cảnh hữu thần sau khi cứu nhị công chúa lên bờ liền bị người vây xung quanh cháu ruột của từ quốc công phủ từ nhiên mặc đã uống được vài ly nửa tỉnh nửa say tiến lên, một tay cầm bầu rượu, một tay cầm chén rượu, chỉ vào cảnh hữu thần, vẻ mặt chế nhạo nói, giỏi cho cảnh hữu thần ngươi, ngươi còn nói ngươi uống say, nhìn dáng vẻ vừa rồi của ngươi, có người rơi xuống nước, ngươi lại bước đi như bay, nhảy vào cứu người không chút trở ngại, ngươi giả say, giả say đúng không, hiện tại đã bị ta phát hiện. Uống, phạt ngươi lại uống ba chén. Hắn dơ lên bầu rượu, bắt đầu rót rượu vào chén ngã trai ngã phải, đổ đầy lên tay, rốt cục cũng đổ đầy một chén, nhét vào tay cảnh hữu thần. Cảnh hữu thần một thân hỷ bào đã ướt sùng dính vào trên người, mũ đầu cũng bị lệch qua một bên, hắn từ khi khai tiệc, đã bị đám công tử ăn chơi chắc táng vây quanh, liều mạc mà chuốc rượu, cho dù khi nhảy xuống hồ vẫn chưa tỉnh táo lại, cũng không biết mình vừa rồi đã làm cái gì, nhìn thấy cái chén liền trực tiếp nhận lấy, đổ vào trong miệng hành động dũng cảm như thế tự nhiên cũng khiến người bên cạnh tán thưởng nha lại thêm một ly người trẻ tuổi cùng tụ lại một chỗ náo loạn lại đều uống vào một ít rượu nhìn thấy nhị công chúa đã có người trông nom cũng không tiếp tục quan tâm nữa vân khanh và vi trầm uyên vẫn đứng ở nơi đó không có phản ứng nhưng lại nghe rõ cuộc đối thoại giữa tứ hoàng từ cùng nhị công chúa trên mặt vi trầm uyên mang theo vài phần kinh ngạc hắn vừa rồi thế nhưng nghe được lời nhị công chúa nói, cái gì mà cứu nàng ta, có ra thịt chi thân, muốn cho hoàng hậu tứ hôn. Việc này, hôm nay cảnh hữu thần là chú rể, nhị công chúa bởi vì người khác cứu nàng ta mà muốn thỉnh cầu tứ hôn. Phải biết rằng, đại ung triều tuy rằng nhiều quy củ, nhưng sự tiếp xúc giữa nam nữ cũng không đến mức nghiêm mật như vậy, nam nữ gặp mặt nói chuyện, chỉ cần không có hành vi trái quy củ, cũng sẽ không có ai dám phê bình, mà rơi xuống nước, chỉ cần không phải là sự tiếp xúc thân mật giữa nam nữ, kỳ thật điều này chẳng qua cũng chỉ xem như một người cứu mạng, một người nợ ân tình thế thôi. Này đang vào xuân, trang phục không cần phải nói ít nhất cũng có hai lớp, cảnh hữu thần cứu nhị công chúa nhiều lắm xem như một cái vươn tay giúp đỡ, ngay cả cứu mạng cũng chưa nói tới. Bởi vì nếu cảnh hữu thần không ra tay thì những thanh niên đương trường biết bơi cũng không ít nhị công chúa không phải là quá nhanh ái mộ người ta rồi sao? Vì trầm uyên kinh ngạc vô cùng, xong lại thở dài. Vân Khanh nhìn khuôn mặt chính trực của hắn, trong mắt vẫn còn sợ hãi, che miệng cười, đôi mắt phượng tràn ngập hào quang như những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Nhị công chúa đương nhiên sẽ ái mộ rồi. Vì trầm uyên không biết, ở kiếp trước, nhị công chúa cũng là trong một yến hội, không cẩn thận ngã vào trong hồ, lúc ấy vi trầm uyên chính là người đầu tiên đi cứu nàng ta vì thế từ đó trở đi nhị công chúa không ngừng làm phiền và dây dưa nàng nhớ rõ khi mình chết vi trầm uyên còn chưa thể lấy thê tử trong triều không có quan viên nào dám đem nữ nhi của mình giới thiệu cho hắn a à. nhị công chúa khi đó là tỷ tỷ của tứ hoàng tử đã lên ngôi hoàng đế đích trưởng công chúa muốn cùng tỷ tỷ của hoàng đế giành nam nhân người không muốn sống nữa sao mà cảnh hữu thần, trong nửa năm làm thê tử của hắn, Vân Khanh biết hắn có một thói quen, sau khi hắn uống rượu say, ở mặt ngoài thoạt nhìn cùng người bình thường không có khác biệt lắm, nhưng một khi nghe được có cái gì rơi xuống nước sẽ vội chạy qua đó, tốc độ cùng phản ứng căn bản nhìn không ra hắn chính là một tên say rượu. Cái thói quen này là do hắn khi còn nhỏ đã từng cứu một người, Lý Lão Thái Quân cũng chọn trúng điểm đó của cảnh hữu thần trong đám con của Di Nương mới bắt đầu quan tâm bồi dưỡng hắn, gia tăng kiến thức cũng như mối quan hệ trong triều để hắn hôm nay có thể trở thành một quan viên trong triều. Cho nên ở trong lòng cảnh hữu thần, xuống nước cứu người đại khái giống như có thể thành công đạt được quyền lực, sau khi uống say thì chuyện này đã trở thành một sở thích kỳ lạ. Đương nhiên, thói quen này của hắn ta rất ít người biết, cảnh hữu thần rất ít uống rượu, nhưng hôm nay là hôn lễ của hắn, hắn đương nhiên là phải kính rượu, hơn nữa rất khó ngừng lại khi hắn bị người đưa vào hoa viên thì vân khanh liền chú ý tới thần sắc mê mang trong mắt hắn hơn nữa đá cuội trơn như vậy nhị công chúa dưới sự kích động muốn hãm hại nàng mà dùng sức thì khả năng rất lớn là sẽ rơi vào trong nước cơ duyệt xảo hợp khiến cho màn kịch thêm phần đặc sắc có thêm tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân nhị công chúa trượt chân lại gặp được cảnh hữu thần khiến nàng ta trúng tiếng xét ái tình nữ tử luôn có chút đam mê thể loại anh hùng mà Vân Khanh cười nhìn Vi Trầm Uyên, trong giọng nói nghe không ra là chế nhạo hay là cảm thán. Vi Trầm Uyên mặc dù không biết trong đầu Vân Khanh đang nghĩ gì, nhưng trong lòng cũng may mắn vừa rồi Vân Khanh dẫm lên trường bào của mình, bằng không nếu vừa rồi động tác của hắn so với cảnh hữu thần nhanh một chút, người cứu nhị công chúa và bị nàng ta nhìn trúng sẽ chính là hắn. Chương 314: Thỉnh cầu ban hôn 2 từ hành động dã man và tính tình điêu ngoa của nhị công chúa trước đó mà nói, Vi Trầm Uyên thật sự cảm thấy vị nhị công chúa cao ngạo này hắn thật sự nuốt không trôi rồi. Do đó, theo hành động vừa rồi của Vân Khanh, nàng tự hồ đã sớm biết nhị công chúa sẽ yêu người nhảy xuống cứu nàng ta, cũng biết cảnh hữu thần là người sẽ nhảy xuống. Đôi mắt sáng như sao không khỏi mang theo sự trầm lặng, khả năng biết trước của nàng khiến cách nhìn trong lòng của vi trầm uyên đối với vân khanh lại tăng cao một bậc chỉ cảm thán nàng may mắn là bằng hữu mà không phải là địch nhân của mình hắn giơ lên khóe môi thoải mái cười nói thế nàng cũng là vậy à vân khanh gật đầu ừ là nữ tử ít nhiều cũng mơ mộng về anh hùng ảo tưởng có một ngày trong lúc mình gặp tình huống khó khăn sẽ có một nam tử tuấn mỹ cưỡi con ngựa trắng uy phong lẫm liệt xuất hiện đem mình cứu ra từ trong nước sôi lửa bỏng. Ở kiếp trước, nàng cũng không là bởi vì có một mơ tưởng như vậy, trong nguy cơ bị thất trinh thì gặp phải cảnh hữu thần tao nhã, từ đó trở đi liên tục gặp vận rùi, kết quả ngay cả mạng cũng không còn hay sao. Bất quá, cũng có chút kỳ quái, kiếp trước cảnh hữu thần đối với nàng là vừa gặp đã thương, không bao giờ có thể tự kiềm chế, mặc dù là hướng về tài sản của nàng, nhưng ở kiếp này, nàng cảm thấy dung mạo mình càng thêm tỏa sáng, gia nghiệp cũng càng hùng hậu, cảnh hữu thần lại đối với nàng tự hồ chỉ là có hứng thú mà không tỏ rõ thái độ gì. Hay là, kiếp trước hắn nghe lời người khác mà cưới nàng. Nhớ tới quan hệ của cảnh hữu thần cùng tứ hoàng tử, còn việc tứ hoàng tử phái người đến nhà mình tìm đồ, vân khanh hơi nhếch khóe môi xinh đẹp, đôi mắt cụp xuống, đại khái, cảnh hữu thần cưới nàng, cũng là vì món đồ đó. Chỉ là ở kiếp trước cho đến chết, bọn họ cũng không biết món đồ kia đến tột cùng là cái gì, phải như thế nào mới có thể tìm được nó. Thì ra nàng cũng có A, à, khó trách tình tiết anh hùng mỹ nhân luôn là tiết mục được hoan nghênh nhất trên sân kịch. Vì Trầm Uyên mang theo một chút diễu cợt, khóe mắt cong lên, nụ cười như cơn gió mát. Đúng vậy A, à, nghe giọng điệu của Huynh, hình như đang rất tiếc nuối tại sao mình vừa rồi lại không kịp cứu nhị công chúa nha. Vân Khanh hơi liếc nhìn hắn, vẻ mặt trêu chọc cười, có muốn ta tạo cơ hội để huynh có thể biểu hiện một chút không? Quận quân vẫn là đừng lấy tiểu sinh ra trêu ghẹo thôi. Đôi mắt vi trầm uyên hơi mở to, làm ra dáng vẻ kinh hách, đối với Vân Khanh chắp tay xin khoan dung. Dáng vẻ như vậy khiến lúm đồng tiền trên mặt Vân Khanh như tăng lên, ngay cả vi trầm uyên đã nhìn khuôn mặt mỹ mạo của nàng hai năm nay, tự cho rằng đã không có rung động nay cũng phải thất thần trong giây lát trong lòng than thở thiếu nữ xinh đẹp như vân khanh lại sinh ra trong một gia đình phú quý sau này không biết sẽ gả cho ai đây sau khi tiệc cưới kết thúc hoàng hậu nhị công chúa tứ hoàng tử về tới chữ tú cung nhị công chúa vẫn bị tứ hoàng tử mắt lạnh cảnh cáo không dám mở miệng lúc này rốt cục vẻ mặt bất bình vọt tới trước mặt hoàng hậu vẻ mặt hủy khuất mẫu hậu người phải làm chủ cho nữ nhi a à. Hoàng hậu ở trong yến hội đã nghe được công nhân hồi báo lại chuyện đã xảy ra, lúc này quay đầu nhìn nhị công chúa, trong đôi mắt đẹp mang theo hàn quang, ngươi có cái gì muốn ta làm chủ? Nhị công chúa cũng không phải là người thông minh, nàng ta không nhận thấy được hàn ý trong đôi mắt của hoàng hậu, chỉ lo trần thuật về tâm tư của mình, cầm lấy tay hoàng hậu, làm nũng nói, mẫu hậu, mới vừa rồi ở trong hoa viên của vĩnh nghị hầu phủ, nữ nhi rơi vào trong nước. Là cảnh hữu thần hắn đã cứu con, nữ nhi cùng hắn ở trước mắt bao người đã có ra thịt chi thân, cầu mẫu hậu tứ hôn cho chúng ta. Nàng ta một hơi đem ý nghĩ trong lòng toàn bộ nói ra, sắc mặt của hoàng hậu cũng theo từng lời của nàng ta mà càng ngày càng thâm trầm. Ngươi đường đường là một vị công chúa, nói cái gì ra thịt chi thân, nói cái gì tứ hôn cho các ngươi, ngươi có biết hay không cảnh hữu thần là tân lang của ngày hôm nay. Hắn vừa cưới nghĩa nữa của uy vũ tướng quân, ta tứ hôn cho các ngươi, ngươi qua đó làm cái gì? Làm thiếp, ngươi có làm hay không? Làm thiếp. Nhị công chúa hiển nhiên không nghĩ tới hoàng hậu sẽ nói ra hai chữ này, âm thanh bỗng chốc cao lên, ánh mắt mở to kinh ngạc, mẫu hậu, con đường đường là một công chúa, làm sao có thể đi làm thiếp, vì ngưng tử kia cũng không có phúc để thừa nhận chuyện đó. Vậy ngươi còn muốn gả đi? để cho ả vi ngưng tử làm thiếp con làm thê tử không phải là được rồi sao nhị công chúa đứng ở bên cạnh hoàng hậu nhớ tới vị hồng y nam tử từ trên trời rơi xuống kia như là một vị cứu tinh do trời phái xuống con cùng cảnh hữu thần là có duyên phận hắn hôm nay làm chú rể nhiều người như vậy đều ở trong hoa viên vây quanh hắn vì sao người khác không tới cứu con mà lại là hắn điều này cũng có nghĩa hắn chính là duyên định phu quân của con Nhị công chúa năm nay đã 20 tuổi, nàng ta từng có một mối hôn sự, nhưng ngay khi sắp tổ chức hôn lễ, nhà trai nhiễm bệnh qua đời, nhị công chúa sau khi biết tin, cũng không có đau buồn gì. Sau mối hôn sự đó, hoàng hậu lại muốn giúp nàng ta làm mai, nàng ta lại không chịu, nói rằng không có cảm giác, người này không tốt, người kia không tốt. Bệ hạ từng bức bách nàng ta lập gia đình, nàng ta lại lấy chết, uy hiếp, cả gan ba ngày ba đêm không ăn cơm, không uống nước khiến hoàng hậu đau lòng phải đi cầu minh đế. Minh đế trong cơn tức giận liền không muốn quan tâm đến hôn sự của nàng ta nữa. Này nàng ta ở trong chiều, mang tiếng là cô công chúa có tuổi. Nhưng nhị công chúa không quan tâm, nàng ta luôn chờ đợi vị phu quân định mệnh kia xuất hiện, cho đến hôm nay, hắn rốt cục cũng xuất hiện rồi. Trước khi nhị công chúa sinh ra, vốn còn có một công chúa, nhưng thân thể không tốt, không đủ tháng liền chết non, cho nên nhị công chúa kỳ thật là con gái đầu của Minh Đế. Minh Đế có chút yêu thương nàng ta, trải qua việc lấy chết uy hiếp không lấy chồng. Minh Đế đối với nữ nhi này rõ ràng cũng không yêu thích nữa. Nói đến danh tiếng nhị công chúa, thông tuệ và kiêu căng này cũng không còn hứng đi quản. Vốn chuyện nàng ta hôm nay coi trọng người thanh niên Tuấn Kiệt nào, đối với Hoàng hậu mà nói cũng là chuyện tốt. Nhưng cố tình ở trong hôn lễ của người ta mà nhìn chúng tân lang, việc này so với chuyện ta không muốn lấy chồng còn khiến hoàng hậu tức giận hơn. Người chẳng lẽ không biết, vì ngưng tử kia chính là người mà tứ đệ ngươi muốn lôi kéo sao? Hoàng hậu có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, nếu là sớm một tháng coi trọng cảnh hữu thần thì cũng không sao, dù sao hắn cũng là tâm phúc của tứ hoàng tử, để hắn cưới nhị công chúa, quan hệ coi như tiến thêm một bước, hiện tại mới nói thì đã muộn rồi. Nhị công chúa ngạc nhiên, Lập tức nói, lôi kéo nàng ta làm gì? Nàng ta chỉ là một nữ nhân, có gì có thể lợi dụng chứ? Ngươi. Hoàng hậu bây giờ thật sự hối hận, lúc trước vẫn luôn nuông chiều nữ nhi, bà ta nghĩ nuông chiều nữ nhi có gì không tốt, vẫn đối với nhị công chúa là muốn cái gì liền cho cái nấy, nay hiểu ra nữ nhi này không phải không biết suy nghĩ, mà trở thành ngu mốc thực sự rồi. Tỷ không cần nghĩ thêm nữa, chuyện hôm nay hắn cứu tỷ không tính là cái gì ra thịt chi thân cả, đây chẳng qua là ra tay tương trợ mà thôi. Tỷ nếu về sau còn muốn gả, tốt nhất nên cẩn thận suy nghĩ. Hôm nay ở đó có bao nhiêu người nhìn thấy tỷ cáu gắt ương ngạnh muốn đánh Thẩm Vân Khanh, làm sao có thể lấy lại thể diện chứ? Tứ hoàng tử vẫn ngồi ở một bên vẻ mặt âm lãnh, mấp máy đôi môi đỏ tươi, âm thanh lạnh như băng chen vào cuộc nói chuyện giữa hai nữ nhân. Hoàng hậu lại không biết chuyện trước đó, sau khi nghe Tứ hoàng tử nói, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng sau đó lại nghe tới tên Thẩm Vân Khanh, trong lòng bất giác có chút khó chịu, người như thế nào muốn đi đánh nàng. Nàng bất kính với tứ đệ, con đương nhiên phải đi cảnh cáo nàng rồi. Nhị công chúa vẻ mặt khó chịu, nhớ tới Vân Khanh, đáy mắt liền tỏ ra khinh bỉ, đúng vậy, hôm nay chính là bởi vì đi đánh nàng, con mới rơi xuống hồ, còn không phải là nàng ta cố ý hãm hại con sao? Tứ hoàng tử thoáng nâng mí mắt, liếc nhị công chúa một cái, hai tròng mắt giống như hàn băng bắn thẳng về phía nàng ta, hừ nói, nàng không bất kính với ta, là tỷ đột nhiên lao tới muốn đánh nàng, đột nhiên dưới chân trơn trượt mới ngã vào hồ, chớ đem trách nhiệm đổ lên đầu những người khác. Tứ hoàng tử trong lòng rất không thích Hàn Vi của nhị công chúa, lúc ấy hắn cùng Vân Khanh đang nói chuyện, chính là bởi vì nàng ta đột nhiên xuất hiện, cắt ngang lời định nói, nhưng sau đó Việc nhị công chúa trượt chân té vào trong hồ, hắn vốn cảm thấy Thẩm Vân Khanh cũng là cố ý đi lên đường nhỏ trải đầy đá cuội kia, lúc ấy nàng đã phòng bị sẽ bị nhị công chúa lao tới rồi. Nghe được lời tứ hoàng tử nói, hoàng hậu nhíu đôi mắt xinh đẹp, trong đáy mắt lộ ra sự cân nhắc, ở trên người tứ hoàng tử đánh giá, con của mình bà ta vẫn hiểu biết vài phần, hắn rất ít bàn luận về người khác cũng như việc bên ngoài triều chính hôm nay cũng là ngoại lệ vì thẩm vân khanh biện dài. Bà ta cẩn thận nhìn chằm chằm biểu tình của tứ hoàng tử, nhưng thấy vẻ mặt hắn vẫn lạnh như băng, hai tròng mắt vẫn như trước không có biến hóa gì đặc biệt, không có dị thường, cũng không đồng nghĩa là không có gì. Đứa con trai này của bà ta, từ nhỏ đã có dáng vẻ lạnh như băng, tạo ra cảm giác khó gần, ngay cả mẹ ruột là bà ta nhiều khi cũng không hiểu hắn đang nghĩ gì, trừ bỏ một ít việc trên chiều, chuyện khác bà cũng không mấy thân cận với đứa con trai này. Nhớ tới dung mạo của Thẩm Vân Khanh, trong lòng Hoàng hậu hơi hơi hoảng hốt, không hiểu sao có một loại cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng. Mẫu hậu, con mặc kệ, người phải thay con làm chủ, con muốn gả cho cảnh hữu thần. Nhị công chúa thấy Hoàng hậu lâm vào trầm tư, không cam lòng nhân duyên của mình bị bỏ qua như vậy, lắc lắc cánh tay Hoàng hậu, làm nũng nói. Người không cần nói nữa, ngươi cùng cảnh hữu thần là không có khả năng. Hoàng hậu nhíu mi khiển trách nói, trong lòng tính tìm một người thích hợp, mau chóng đem nhị công chúa gả ra ngoài mới tốt. Nhớ tới tứ hoàng tử mới vừa rồi nói nhị công chúa ở trước mặt nhiều người như vậy đi đánh vận ninh quận quân, chỉ sợ lời đồn đãi trong chiều về nhị công chúa kêu căng ương ngạnh sẽ càng lúc càng nhiều, trước vẫn nên dọn sạch những lời đồn đãi này mới tốt. Bà ta suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên nói, sáu ngày sau, cho vợ chồng cảnh hữu thần cùng vận ninh quận quân tiến cung. chương 315, thẩm phủ bị ám sát. Nghe vậy, tứ hoàng tử nhíu mày nhìn hoàng hậu, đôi mắt hắn thâm u như màn đêm mở miệng mẫu hậu cho triệu các nàng tiến cung, là muốn làm gì? Hoàng hậu nhìn thoáng qua nhị công chúa đang lôi kéo tay mình với vẻ mặt chờ mong, đáy mắt dâm lên tình mẫu nữ, tình cảm giữa mẹ và con gái, tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, dù là tôn quý như hoàng hậu cũng không có khác biệt, đem ánh mắt chuyển qua phía tứ hoàng tử. Trong hôn lễ nhiều người như vậy nhìn thấy tỷ tỷ con vô cớ của trách thẩm vân khanh, ta muốn để nàng nói xin lỗi, vãn hồi danh dự. Còn nữa, vì ngưng tử nay đã gả cho cảnh hữu thần, quan hệ của nàng ta và thẩm gia không phải là thân thích sao? Ta muốn để cho bọn họ hòa giải, cứ như vậy, nếu vật kia thật sự ở thẩm gia, trong nhất thời nếu tìm không thấy thì con cũng yên tâm hơn vừa nghe thấy hoàng hậu muốn cho cảnh hữu thần vào cung trên mặt nhị công chúa tràn đầy ý cười nhưng khi nghe đến mục đích triệu họ vào cung của hoàng hậu lại không như mong muốn của mình thì nàng ta chợt yêu xìu, cắn môi cả giận nói mẫu hậu người muốn nhi thần cùng ả à nữ nhi của thương nhân nàng ta ti tiện như vậy nhi thần là công chúa tại sao có thể xin lỗi nàng ta chứ im miệng nàng trước kia có thân phận gì không quan trọng quan trọng là hiện tại nàng là quận quân do đích thân phụ hoàng con phong tước, con ở trước mặt mọi người của trách nàng chính là không đúng. Hoàng hậu nghiêm mặt chấn định của trách nhị công chúa. Từ giờ trở đi, bà sẽ không để cho nữ nhi tiếp tục kiêu căng nữa, nếu để nàng vẫn tiếp tục như vậy, cho dù có mình làm chỗ rửa, thì sớm hay muộn cũng sẽ gây ra đại họa mà thôi. Lời hoàng hậu nói tứ hoàng tử nghe hiểu, tuy rằng xuất phát từ ý tốt, nhưng trong lòng tứ hoàng tử cũng không đồng ý, bởi vì hắn rất hiểu nhị tỷ của hắn, quả nhiên lập tức nghe thấy nhị công chúa phản đối, đáy mắt hắn dao động những tia sáng thâm trầm, xẹt qua mặt nhị công chúa, trong mắt mang theo hàn ý, khiến nhị công chúa cả người rét run, phẫn nộ nuốt xuống lời phản bác đã lên tới miệng. Nếu nói đến người khiến nhị công chúa sợ hãi thì không nhiều, ngay cả hoàng hậu khi tức giận, nàng ta cũng không để ở trong lòng, nhưng vị tứ đệ này, nàng ta lại rất sợ, đôi mắt như chim ưng kia mang theo sự bá đạo và kiêu ngạo, tản ra hơi thở lạnh giá khiến nàng ta mỗi lần bị hắn nhìn thì trái tim cứ như đông cứng lại. Rõ ràng nàng ta mới là tỷ tỷ, hắn làm đệ đệ hẳn là phải tôn kính nàng ta mới đúng, đáng tiếc vị đệ đệ này lại rất khác người, có đôi khi nàng ta hoài nghi mình rốt cuộc có phải là tỷ tỷ của tứ hoàng tử hay không. Nhìn nhị công chúa thức thời câm miệng, tứ hoàng tử mới thu hồi ánh mắt, liền tỏ vẻ không tán thành đối với lời đề nghị vừa rồi của Hoàng hậu, nói, mẫu hậu, danh dự của nhị tỷ trên dưới triều đình ai cũng đã rõ, dù tỷ ấy có xin lỗi, cũng vãn hồi không được cái gì, huống chi tỷ ấy căn bản là không thực sự muốn xin lỗi, đến lúc đó nếu lại gây ra thêm chuyện khác, chỉ sợ là càng lau càng bần. Nghe được nhi tử bình luận nữ nhi như vậy, Hoàng hậu đáy lòng hơi cảm thấy khó chịu, nhưng lại không thể không thừa nhận, tứ hoàng tử phân tích không sai, dựa theo tính cách của nhị công chúa, đến lúc đó đừng nói là xin lỗi không thành, ngược lại lại gây theo e chuyện, thật sự sẽ phản tác dụng, vậy quan hệ giữa vi ngưng tử và thẩm gia. Món đồ kia nhi thần sẽ tự mình điều tra, mẫu hậu không cần quan tâm, quan hệ giữa vi ngưng tử và thẩm gia không có khả năng lại hòa hào, nếu mẫu hậu nhúng tay vào, sẽ chỉ làm hai nhà tăng thêm bất mãn. Giọng nói của tứ hoàng tử lạnh như băng, không nhanh không chậm ngăn cản động tác của hoàng hậu. Bổn cung địa vị cao quý, là mẫu nghi một nước, nhúng tay vào quan hệ của các nàng còn có thể dẫn tới bất mãn sao? Hoàng hậu không cam lòng khi vừa nói đến thẩm gia, tứ hoàng tử tựa hồ cố tình vô ý rất che chở cho thẩm gia, đây là do bà ta suy nghĩ nhiều, hay thật sự là một vấn đề đáng quan tâm đây? Mối quan hệ không thể hòa giải, dù là ai nhúng tay vào cũng vậy, mẫu hậu người là nhất quốc chi mẫu dùng chính là cường quyền các nàng cho dù mặt ngoài hòa giải đáy lòng vẫn như trước vậy thì vì sao lại phí công vô ích chứ tứ hoàng tử nói tới đây dừng một chút mẫu hậu không cần quan tâm tới việc này nữa ngôn ngữ của hắn lạnh như băng không nhanh không chậm nghe không ra có cảm xúc gì trong lòng hoàng hậu có chút không thoải mái bàn tay đang nắm tay vịn của phượng ỷ hơi buộc chặt trên mặt nếu không nhờ có son phấn che giấu tất nhiên sẽ lộ ra thần sắc trắng bệch đứa con trai này quá mức cường ngạnh rất nhiều chuyện bà ta cũng quản không được hắn nhưng mà đây cũng là phẩm chất mà một vị đế vương cần đó nghĩ đến đây sắc mặt bà ta mới hơi hòa hoãn lại giọng điệu căng thẳng khi nãy cũng ôn hòa đi rất nhiều ngũ hoàng tử cũng sắp từ phương bắc trở lại con nếu muốn tìm thì mau chóng nhân lúc hắn ta chưa quay về mà hành động sẽ thuận lợi hơn tứ hoàng tử khép lại con người u tối trong mắt lộ ra nét trầm tư đắc ý vào buổi tối của hai ngày sau ba gã hắc y nhân thừa dịp đêm tối không trăng lặng lẽ đột nhập vào an bá phủ ngay khi bọn họ muốn vào an bá phủ đột nhiên xuất hiện thêm vài bóng hắc y nhân khác nhưng thấy những người kia tốc độ nhanh hơn động tác càng chỉnh tề ánh kiếm lóe sáng ở trong đêm tối im lặng chém giết sau khoảng chừng nửa nén hương ba gã hắc y nhân lúc đã trước ngã xuống máu tươi cùng thi thể nhanh chóng được giải quyết những tên hắc y nhân kia lại lặng yên ẩn vào trong màn đêm mặt trăng tròn tròn tiếp tục chiếu sáng đêm tối tịch mịch yên tĩnh bóng một con chim nhỏ từ trong góc tối của an bá phủ vung cánh bay lên trên không trung vòng vo một hồi cuối cùng đậu trên một món tay trắng như ngọc quả nhiên là đã ra tay rồi món tay thon dài nhấc lên đôi môi đỏ như son khẽ hôn chú chim nhỏ dưới đêm trăng đôi mắt hẹp của nam tử bắn ra tia sáng rét lạnh hàm chứa một cỗ sát ý đẫm máu, nụ cười bên môi giống như một lưỡi đao sắc bén, phát ra âm thanh trầm lắng quy phái làm say lòng người. Tứ hoàng tử lại chuẩn bị đi thẩm phủ tìm kiếm, nhưng vào lúc này đã bị người của hắn ngăn cản, người trong mật cục xuống tay thật quá độc ác, trực tiếp giết sạch người tới, nhưng vậy cũng tốt, để cho bên tứ hoàng tử hao phí thêm chút tâm tư, nghĩ cách khác để tiếp cận. Vĩnh Nghị Hầu Phủ, Tây Huyền. Khi màn đêm bao phủ cả vùng đất, cảnh hữu thần mới từ bên ngoài bước vào sân, vì ngưng tử ở trong phòng đợi hồi lâu, vừa nhìn thấy hắn trở về, liền sửa sang lại quần áo, trên mặt mang theo tươi cười tới cửa nghênh đón hắn, phu quân, chàng đã về rồi. Ừ, vẻ mặt cảnh hữu thần đều là tâm sự. Tiến vào liền để nha hoàn bên người của Vi Ngưng Tử là phấn ngọc cởi áo khoác ngoài, thay vào trang phục trong nhà rồi mới ngồi xuống. Vì ngưng tử thấy vậy liền sai phấn lam đi pha trà, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh cảnh hữu thần, nhìn sắc mặt của hắn, nhìn ngẫm vì sao hắn lại phiền não. Này nàng ta đã gả cho cảnh hữu thần, làm phu nhân của hắn, cho dù trong lòng không cam tâm, nhưng nữ tử một khi lập gia đình, về sau vinh hoa phú quý chỉ có thể dựa vào phu quân, cho nên dù vi ngưng tử lúc đầu không cam lòng, nhưng nàng ta vẫn quyết định chấp nhận sự thật này dùng trí tuệ của mình để trợ giúp cảnh hữu thần cảnh hữu thần có thể từng bước thăng chức địa vị của nàng ta sẽ là nước lên thì thuyền lên Phù quân chàng còn chưa dùng cơm phải không để thiếp thân bảo hạ nhân hâm nóng đồ ăn bưng lên liền có thể ăn không cần ta không muốn ăn cảnh hữu thần một tay chống chán, mi mắt như thắt chặt vào nhau tối hôm trước hắn theo lời tứ hoàng tử cho người lẻn vào an bá phủ đi tìm thứ kia kết quả đợi một ngày một đêm, đồ vật không tìm được cũng thôi. Nhưng ngay cả người phái đi cũng lặng yên không một tiếng động mà biến mất, một chút tung tích cũng không có. Kết quả như thế báo cho tứ hoàng tử, tất nhiên sẽ không được khen ngợi, ngược lại còn phải chịu một trận dày la. Hắn xoa xoa mi tâm, những người này đều là mật thám do tứ hoàng tử bồi dưỡng, đối với tứ hoàng tử tuyệt đối trung tâm, tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất bọn họ chưa trở về, khả năng lớn nhất chính là đã bị người bắt lại hoặc là bị giết rồi. Báo cáo của đám người trước đó hắn cũng đã tra xét, An Bá phủ không có một chút khác thường, hơn nữa dựa vào năng lực của An Bá phủ, không có khả năng có thể bắt được mật thám, như vậy chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là bị những người khác bắt hoặc là diệt khẩu, vậy nhóm người này đến tột cùng là ai, ai có mục đích giống bọn họ, đều đang theo dõi Thẩm phủ bọn họ cũng cho rằng thứ đó là ở thầm phủ sao? Cảnh hữu thần cảm thấy trong đầu hỗn loạn một mảnh, nay tứ hoàng tử nói, âm thầm điều tra cũng không phải là cách, muốn hắn nghĩ biện pháp, làm sao để tra ra nơi cất giấu món đồ kia. Hắn cả ngày hôm nay đều suy nghĩ vấn đề này, làm sao có tâm tình mà ăn cơm chứ? Vì ngưng tử thấy hắn như vậy, chắc chắn hắn đang gặp phải việc gì khó, nghĩ nghĩ, vẫy tay bảo phấn ngọc ra ngoài đừng cho người khác tới gần. Sau đó ôn nhu nói, phu quân, chàng bận rộn cả một ngày, trong bụng chắc đã trông rỗng, nếu không ăn một chút sẽ không tốt cho thân thể, chi bằng thiếp thân đi hầm chút cháo cho chàng, chàng thấy thế nào? Giọng nói nhỏ nhẹ êm ái từ từ vang lên bên tai, còn có mùi hương trên người nữ tử truyền đến bên mũi, cảnh hữu thần ngẩng đầu, liền nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của vi ngưng tử, khuôn mặt tươi cười nhu hòa, khiến trong lòng hắn khẽ động, đây là thê tử vừa vào cửa của hắn, hai người vẫn còn đang trong tuần trăng mật, hơn nữa Vi Ngưng Tử lại rất biết cách lấy lòng hắn, biểu hiện ở trên giường cũng khiến hắn thực vừa lòng, trong lòng liền nhiều hơn một phần ôn nhu, nở nụ cười, không cần, ta không đói. Tạm thời còn chưa muốn ăn, nàng vừa gả vào phủ, vẫn đừng nên quá vất vả. Trong đôi mắt hắn hàm chứa ôn nhu, ngôn ngữ cũng mang theo săn sóc, Vi Ngưng Tử nghe xong trong lòng cảm thấy thoải mái thấy không khí không tệ, liền thử nói, phu quân mỗi ngày đều ở trong chiều cực khổ làm việc, việc thiếp làm ở trong nhà so với những chuyện chàng làm thì có là gì. Nhưng nhìn phu quân mỗi ngày vất vả như thế, thiếp thân tuy rằng chỉ là một nữ tử hậu viện, chuyện làm được chẳng qua cũng chỉ là chút tài theo thùa, nuôi chim thưởng hoa, trong lòng nghĩ, nếu có thể giúp phu quân giải tỏa yêu phiền thì tốt rồi. Nàng ta nói xong, liền cúi đầu, lộ ra cái cổ thon dài thoạt nhìn yếu ớt lại có lòng, cảnh hữu thần trong lòng không khỏi nổi lên thương yêu. Tâm tư vẫn đang suy nghĩ việc khác, hắn vừa rồi làm sao lại quên mất. Vì ngưng tử lúc trước ở trong thẩm gia lâu như vậy, có lẽ nàng biết có phương pháp gì, có thể hỏi ra tin tức của thẩm gia không chừng. Tuy nói nàng là một phụ nhân, nhưng phụ nhân không nhất định rằng chuyện gì cũng không biết. Hiện tại ta và nàng đã là phu thê, có một việc, vi phu thật ra lại cần nàng chi điểm. Vì ngưng tử vừa nghe cảnh hữu thần chịu kể cho nàng ta nghe, đôi mắt hơi sáng lên, trên mặt lại khiêm tốn, phu quân nếu như không ghét bỏ thiếp thân, vậy hãy nói cho thiếp nghe thử, nếu không có biện pháp giải quyết, ít nhất cũng có thể để cho phu quân giải tỏa một phen, nói không chừng cũng có thể có một chút hiệu quả. Từ thái khiêm tốn này của nàng ta làm cho cảnh hữu thần cảm thấy trong lòng thực thoải mái, liền thay đổi tư thế đem cánh tay đang chống đầu buông xuống ở trên bàn vỗ nhẹ hai cái. Chuyện tứ hoàng tử muốn tìm đồ là tuyệt đối cơ mật, đương nhiên không thể tùy tiện nói cho người khác. Vì ngưng tử bây giờ là thê tử của hắn, về sau cùng hắn là một, tuy rằng không thể nói ra toàn bộ, nhưng ít nhiều cũng có thể lộ ra một chút. Nghĩ như vậy, cảnh hữu thần châm trước mở miệng nói là như vậy, tứ hoàng tử muốn lôi kéo an bá phủ nhưng lại không có cách nào xuống tay nàng trước kia ở trong an bá phủ được một thời gian, vậy nàng có biết có cách nào hiệu quả để lôi kéo an bá phủ hay không? Vừa nghe đến an bá phủ, đôi đồng tử của vi ngưng tử bất giác co lại, thật sự là oan gia ngõ hẹp, sau khi gả cho người, chuyện đầu tiên phu quân hỏi mình lại liên quan đến an bá phủ. Nhưng mà, nàng ta thích, những chuyện có thể khiến người của an bá phủ một ngạt, nàng ta đặc biệt thích. Nghe thấy cảnh hữu thần nói như thế, trong lòng vi ngưng tử còn đang nghĩ, bên ngoài thì giả vờ nghi vấn hỏi, tứ hoàng tử là do hoàng hậu sinh ra, trong chiều không ai không tôn kính ngài ấy, tại sao an bá phủ có thể to gan như vậy, thế nhưng dám từ chối lời mời của tứ hoàng tử. Cảnh hữu thần vừa nghe lời của nàng ta liền nở nụ cười, chỉ cảm thấy nàng ta nói như thế thật đáng yêu, ngón tay ở bên má nàng ta nhẹ nhàng véo, nói, rốt cuộc nàng cũng là phụ nhân, tứ hoàng tử mặc dù là do hoàng hậu sinh ra, nhưng nhi tử của bệ hạ cũng không chỉ có một mình tứ hoàng tử, biết không? Kỳ thật trong lòng vi ngưng tử cũng biết, chẳng qua nói ra để cho cảnh hữu thần trong lòng thỏa mãn mà thôi. Nàng ta ra vẻ hờn rỗi kéo cánh tay của cảnh hữu thần xuống, liếc mắt nhìn hắn một cái nói. Thiếp thân đương nhiên không biết nhiều bằng phu quân chàng rồi, chàng có kiến thức sâu hơn, nhưng mà, thiếp thân ngược lại thật sự có một ý tưởng cũng không biết phu quân có chê cười thiếp thân hay không cảnh hữu thần vừa rồi vốn cũng không mong sẽ có hy vọng gì ai ngờ nghe vi ngưng tử nói có ý tưởng liền không muốn để thê tử vừa vào cửa mất mặt thực nề tình gật đầu nàng nói xem biết đâu đó lại là cách hay vi ngưng tử liền giơ tay lên vẫy vẫy cảnh hữu thần cảnh hữu thần híp mắt nở nụ cười đi qua ôm nàng ta vào trong ngực ngồi xuống nói hiện tại nàng có thể nói chưa vì Ngưng Tử gật đầu, tựa đầu để sát vào bên tai của hắn, nhẹ nhàng nói một câu. Chỉ thấy cảnh hữu Thần sau khi nghe xong hai mắt tỏa sáng, hô to tốt. Biện pháp đơn giản này, Vi Phu nhất thời hồ đồ thế nhưng không nghĩ tới. Trong lời của hắn, biện pháp này không có cao siêu gì, mấu chốt là hắn nhất thời không nghĩ tới. Vì Ngưng Tử nghe xong, cảm thấy cười lạnh. Biện pháp tuy rằng đơn giản, nhưng ngươi lại không nghĩ ra được a. À. Tuy vậy trên mặt nàng ta vẫn là nét nhu hòa, phu quân suy nghĩ đều là những sách lược hùng vĩ, thiếp thân chỉ là một phụ nhân nho nhỏ, suy nghĩ nhất định là khác nhau, làm sao có thể cùng phu quân có chung suy nghĩ được chứ? Lời nói vô cùng tủi thân này đã làm đám mây đen trong lòng cảnh hữu thần lập tức tiêu tan, nhất thời cả người như được lên dây cót, nhìn thê tử xinh đẹp như hoa. Mặc dù đây là mối hôn sự do trước khi cưới đã xảy ra rèm pha nên bắt buộc phải cưới nay xem ra, nàng cũng không kém so với những danh môn khuê tú khác. Lại nhìn hai gò má thê tử phiếm hồng, sắc môi hồng hồng đầy đặn như có thể nhỏ ra nước, ánh mắt liền dần dần thâm lại. Vì ngưng tử làm sao không phát hiện biến hóa của hắn, tay lại hơi đẩy đẩy hắn, phu quân nay tâm tình tốt rồi, thiếp thân sẽ sai bưng đồ ăn lên cho chàng dùng. Còn dùng đồ ăn gì nữa chứ, hiện tại ta muốn ăn nhất chính là nàng đó tay cảnh hữu thần liền theo vạt áo sờ soạn tiến vào, thanh âm cũng trở nên khàn khàn. Chỉ chốc lát, trong phòng liền vang lên những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt tía tai. Sáng sớm ngày hôm sau, cảnh hữu thần tinh thần khoan khoái vào chiều, lòng tràn đầy vui mừng muốn đem biện pháp của vi ngưng tử nói cho tứ hoàng tử. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn